mà phá hoài là cái tàu mình bị chìm nha. Ui da, ai chọi đá làm gãy cái răng của ta rồi. Ui da, đau quá. Kien Channel. Ê mèo ơi mèo, tụi mình trốn chị bé Nai với anh Cubin đi ra biển như vậy, không biết có bị la không vậy? Chắc là không sao đâu, tụi mình chỉ đi ra biển câu cá một xíu rồi về liền mà. Ờ vậy thôi, đợi mình vô trong này mình lấy cái kia cần câu rồi ra tụi mình câu cá. Hy vọng mình sẽ câu được con cá to. Ủa chấm Milu, kiếm đâu ra được cái nón đẹp ấy vậy? Hi hi, nón thủy thủ á. Thôi bây giờ mình câu cá đi, hy vọng được con cá to đem về cho chị bé Na nấu canh. Kìa, cá cắn câu rồi kìa, cá cắn câu rồi, giật lên. Ủa, con gì mà đỏ chót vậy? Con này có phải con cá không vậy, chấm Milu? Trời, nó là con cá đó, con này là con cá hề nè. Bộ mèo không có coi phim hả? Có phim nào? Đây là con cá hề nè, trong phim đi tìm cá Nemo đó. Cá hề Nemo này chứ đâu, nhưng mà cá này cá con, thôi mình thả xuống đi. Tụi mình đi bắt cá lớn thôi, bắt cá nhỏ là vi phạm pháp luật đó. Rồi, cá tiếp rồi, tiếp thôi. Hy vọng lần này sẽ được con cá to. Ý, cá lại cắn câu kìa. Ha, đố mèo, lần này là con cá gì? Ủa, con cá gì mà giống như nó bị lăn beng quá vậy? Chấm trắng tùm lum hết kìa. Hay là con cá này ở dơ không tắm vậy ta? Mèo là động vật thích ăn cá mà không biết là cá này hả? Con này là con cá bò bi. Nó trên người nó có những chấm chấm trắng trắng như viên bi vậy đó. Con cá này mà nấu canh thì ăn ngon tuyệt vời. Mình đói bụng quá. Từ hôm qua tới giờ không có ăn được con cá nào hết. Ý, đằng kia có con mèo nó câu được con cá kìa. Miếng mồi ngon. Lần này ta đã có mồi để ăn rồi. Không sợ đói nữa. Wow, con cá to quá. Ê, con chim kia. Này là cá tụi mình câu nha. Mày đừng có dòm ngó nha. Ê, dừng lại. Hả? Nó gấp con cá đi rồi. Không biết chó Milu với lại con mèo đi đâu mất tiêu rồi. Bây giờ phải đi kiếm nè. Cô Biên, chạy cẩn thận. Ôi, hình như tụi mình mới đụng cái gì á. Chị Na ơi, mình đụng vô con chim á. Ủa, sao chị kêu em chạy cẩn thận mà em đụng vô con chim làm gì? Đâu có đâu, em chạy cẩn thận, tự nhiên con chim ở đâu nó đang ngậm con cá. Chắc nó không thấy đường nên nó đâm vô cái máy bay của mình đó. Đau quá. Mình bị chìm xuống dưới biển luôn rồi. Đáng đời con chim, định ăn thịt ta hả? Lần này cho ngươi chìm xuống dưới đáy biển luôn. Thôi câu tiếp đi. Ổn quá à. Tưởng con cá bò bi đem về cho chị bé Nga nấu canh rồi chứ. À, có người câu cá. Lâu rồi vùng biển này không có ai ra để câu cá hết trơn á. Hy vọng bữa nay mình có cá ăn. Kìa, chú ý kìa, chó đi luôn. Kìa, cá cắn câu, giật lên. Ý, có cá cắn câu rồi. Hy vọng là một con cá ăn thiệt là ngon. Giật lên. Ủa gì nhiều người quá vậy? Sao con chim này ngậm cái đuôi của mình rồi? Còn cái miệng thì bị mắc câu rồi. Ê, con chim hải âu kia. Trả đây. Liêu. Ủa sao có mình mà có hai người giành luôn vậy? Mình là cá mau tiên xinh đẹp mà, sao không ai thương mình hết vậy ta? Nè con chim kia, trả con cá đây, cá ta câu mà. Chim, trả đây. Ổn quá à. Công tình sáng giờ mình câu toàn là bị con chim nó giật không à. Ta là con chim đại bàng, ta nổi tiếng là chúa tể các loài chim. Vậy mà mấy ngày ta bị đói bụng. Ý,
đằng trước có người đang câu cá kìa. Mình phải bơi qua đó mới được. Kìa kìa kìa, anh chó. Có cá cắn câu rồi kìa, giật lên đi. Ồ, con cá gì màu đỏ dữ vậy ta? À, con chó với con mèo này ngu ngốc quá. Ta là tôm hùm vậy mà dám nói ta là cá. Thật là thiếu hiểu biết quá. Wow, bên kia là một con tôm. Mà con tôm to nữa chứ. Tôm hùm thì mình ăn một cái là mình no bụng thôi. Hả? Gì vậy? Sao lại có con chim đại bàng ở đây? Người định ăn thịt ta hả? Đừng có mơ, xem đây. Ui da, đau quá. Ê mèo, con chim đại bàng nó ăn cắp con tôm mà con tôm nó chiến đấu, nó thắng, nó ra xuống biển lại rồi kìa. Thôi vậy thì bây giờ mình câu tiếp thôi. Sao uổng công quá à, từ sáng giờ câu được mấy lần luôn mà không lần nào có thành quả đem về cho chị bé Na hết trơn. Thôi câu tiếp, đây. Ê, lần này mình câu trúng con gì mà nó giật mạnh quá vậy? Nó kéo thằng câu kìa. Đau. Nè, nhìn nè. Ôi, chó Milo. Ôi, chó Milo bị rớt xuống nước luôn rồi. Mèo ơi, cứu, mèo ơi. Cứu. Ôi da, mình rớt xuống dưới đáy biển luôn rồi. Ủa, mà nãy con gì nó kéo thằng câu vậy ta? Là ta kéo đó. Người hết chuyện dám đi câu cá mập hả? Hả? Anh cá mập, tha cho em, anh cá mập. Sao cần câu em nhỏ mà anh cá mập cũng ăn được vậy? Cứu mình, mèo ơi, kéo lên. Ôi trời, sao chấp đi luôn lại đi chọc giận con cá mập làm chi vậy? Cứu mình, mèo ơi, mèo, kéo lên. Cứu mình. Tiêu rồi, cái lệnh phá tàu của mình sao á? Bây giờ mình phải làm sao? Nếu mà phá hoài là cái tàu mình bị chìm nha. Mèo, suy nghĩ cách đi. Có cách nào không? Từ từ để mình suy nghĩ coi. Hay là mình lái tàu đi. Mình vô trong khoang tàu mình lái đi. Nếu tàu chạy nhanh biết đâu con cá mập nó dí không kịp sao? Ok. Thôi rồi, ngồi im nha, mình sẽ bắt đầu mình lái đây. Rồi chấm đi luôn lái đi, để mèo canh con cá mập cho. Được rồi, chạy nhanh hơn nữa, nó đang dí mình kìa. Nè, con cá mập kia, không có được đuổi theo nữa. Ha, ở đây có cục đá nè, mình chọi nó cho nó đau để nó không theo mình nữa. Hãy xem ta đây. Chọi đá làm gãy cái răng của ta rồi. Thật là tức quá. Vẹt ơi vẹt, ta đói bụng quá. Tàu của mình đi mấy ngày nay mà không gặp tàu nào để cướp hết. Tại vì ông là hải tặc dởm thôi. Đi tàu biển mà còn không biết đường đi để lạc đường nữa. Bây giờ tới vùng biển này rồi, làm gì có tàu nào để cướp. Nè, con vẹt kia, ngươi dám chửi ta hả? Ta bắt ngươi đánh đòn bây giờ á. Ông đánh đòn tôi thì ông cũng bị đói bụng mà. Tôi có một cách chỉ cho ông nè. Ông hãy dùng quả địa cầu, cái la bàn và cái bản đồ để tìm lại con đường đi. Nếu không là bị lạc còn sâu hơn nữa đó. Nó nói cũng có lý. Mình sẽ nhìn vô quả địa cầu để mình coi mình đang ở đâu nè. Mình cần tới là cái điểm X này. Vậy thì đang ở hướng Bắc. Mình phải dùng cái la bàn để mình quay và mình đi về hướng Bắc mới đúng. Thông minh, cảm ơn nha. Vậy mà ta không nghĩ ra. Thôi, đi thôi. Hy vọng mình sẽ vô được cái vùng biển có nhiều tàu. Để mình nhìn ống nhòm thử coi có con tàu nào gần đây không. Ý, đằng trước có con tàu. Mà người lái là con mèo với con chó. Được á. Hy vọng trên tàu của tụi nó có đồ ăn mình sẽ cướp để mình ăn. Mình là vua hải tặc mà. Vậy mà chịu đói từ hôm qua tới giờ. Tàu kia dừng lại. Ồ chó có nghe nói gì không vậy? Hình như đằng sau mình có người kêu á. Dừng lại, ta sẽ đâm cho tàu các ngươi bị lủng luôn bây giờ. Có dừng lại hay không? Nè, chấm đi luôn.
đằng sau mình có cái tàu của ông hải tặc kia, rồi mình sắp bị cướp rồi. Dừng lại, dừng lại, tao nói là dừng lại. Ôi tiêu rồi, mới bị cái hầm dí thì giờ còn bị cướp dí nữa. Dừng lại, dừng lại, tao nói là dừng lại. À, em chào anh hải tặc, trên tàu của em không có cái gì quý đâu. Anh không có cướp được cái gì trong này đâu. Tại sao lại là không cướp được? Có cái gì đem ra hết. Ta đang đói bụng, ta đang đói bụng. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Các bạn hãy nhấn vào video mà mình muốn xem trong màn hình này để xem tiếp nha. Dù đang xem bằng điện thoại hay bằng vi tính đều có thể nhấn được và xem được hết. Và nhớ nhấn vào nút đăng ký thành viên để nhận được thông báo khi nào đăng video mới lên YouTube trên kênh KN Channel. Hoàn toàn miễn phí nên các bạn cứ yên tâm nha. Cảm ơn các bạn.